Trần Quốc Dũng quý tử nhà Dr. Thanh. Trong khi người chị Uyên Phương luôn sát cánh trên thương trường với bố, thì cậu con trai duy nhất của ông chủ Tân Hiệp Phát lại quyết chọn hướng đi riêng, không muốn phụ thuộc vào gia đình. Những năm du học ở Mỹ đã khiến tôi quan niệm rằng đừng đứng mãi trên vai người khổng lồ khi mà mình còn trẻ, còn sức khỏe và tinh thần mạnh mẽ, ngại gì không dám thử sức. Anh Trần Quốc Dũng chiêm nghiệm lại về cuộc đời của chính mình. Trần Quốc Dũng, năm sinh 1985, là con trai thứ ba của ông Trần Quý Thanh và bà Phạm Thị Nụ. Hiện anh là tổng giám đốc công ty Trần Toàn Phát, thương hiệu Collagen ADIVA. Anh còn được gọi với biệt danh Dũng Diva, được chính gia đình anh công nhận là một người dám chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Anh tốt nghiệp India University, Mỹ, chuyên ngành Marketing, Kinh tế và Tâm lý năm 2008. Sau khi tốt nghiệp, anh trở về Việt Nam, khởi điểm sự nghiệp của mình tại doanh nghiệp gia đình tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát. Với chuyên ngành anh đã hoàn thành ở India University, anh phụ trách các vị trí từ nhân viên kinh doanh đến marketing, logistics. Trước khi tạo nên đứa con tinh thần ADIVA, quý tử nhà Dr. Thanh cũng đã từng quyết tâm ra riêng, mở công ty riêng để trở thành nhà phân phối sản phẩm của tập đoàn Tân Hiệp Phát. Từ kinh nghiệm làm việc ở Tân Hiệp Phát, tôi thấy rằng để sản phẩm đến với người tiêu dùng nhiều hơn thì khâu phân phối là rất quan trọng. Vì vậy ngay từ khi thành lập, chiến lược của công ty là xây dựng một hệ thống phân phối rộng khắp trước khi phát triển thương hiệu riêng và tăng doanh thu. Lúc ban đầu công ty chưa có nhiều nhân viên, mình cũng phải làm hết từ A đến Z, kể cả bốc vác hàng hóa, giao hàng, công việc nhiều và rất cực. Chỉ trong hơn một năm, Dũng đã trở thành nhà phân phối có doanh thu lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Cũng nhờ tính cách nhanh nhẹn, tháo vát và nghiêm túc trong mọi vấn đề công việc. Thế nhưng, công ty do Dũng điều hành lúc đó phát triển nhanh và không có hệ thống kiểm soát tốt. Đó cũng chính là cái bẫy dẫn đến việc mất hết tất cả. Nhân viên của Dũng bán phá vùng, phá giá, bị chính nhà phân phối khác kiện lên ông Thanh. Ở Tân Hiệp Phát, không còn ai xa lạ gì với những nguyên tắc quản trị nội bộ rất chặt chẽ, nghiêm khắc, đặc biệt là đối với người thân. Không ai phục vụ các con hết, tự các con phải phục vụ lấy các con và phục vụ người khác. Các thành viên trong gia đình tập đoàn Tân Hiệp Phát đã thuộc như lòng bàn tay câu nói này của ông Thanh. Với sai lầm của con trai, ông Trần Quý Thanh đã có quyết định xử lý không nhân nhượng để các nhà phân phối khác tâm phục khẩu phục. Trước quyết định của gia đình, Quốc Dũng nhận lỗi và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sai lầm của mình, bàn giao tất cả chỉ trong 2 tuần. Điều đó cũng thể hiện được tinh thần dám sai dám nhận sai của quý tử nhà Dr. Thanh. Khi mới 26 tuổi, anh bắt đầu khởi nghiệp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Trần Toàn Phát. Công ty của anh vẫn đang dốc sức phát triển thương hiệu sản phẩm tinh chất collagen, nổi bật là tinh chất làm đẹp ADIVA. Công ty Trần Toàn Phát cũng chính là đơn vị đã từng phân phối sản phẩm cho tập đoàn Tân Hiệp Phát. Nói về cách dạy con trở thành người tài, những nhà lãnh đạo, ông Trần Quý Thanh đã từng chia sẻ rằng, đứa nào cũng phải tự bơi ngoài sông, đứa nhát cho uống một, hai ngụm nước, còn gan thì đạp ra giữa sông cho uống nước nhiều hơn tí. Gần hết sức rồi thì mình nắm tóc nó kéo lên. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cả ba người con của ông Thanh đều đã trưởng thành rất nhanh chóng, cùng với tuổi thơ luôn sôi sục ý chí phải giỏi hơn ba. Đây cũng là điều mà Uyên Phương, con gái đầu lòng của ông Trần Quý Thanh, viết trong cuốn truyện nhà Dr. Thanh. Nếu muốn đi nhanh thì phải đi một mình, còn nếu muốn đi xa thì phải đi với mọi người, và tôi đã xác định đây là con đường sẽ đi cả đời. Vì vậy tôi muốn đi cùng những con người đã gắn bó với mình, mang đến cơ hội và lắng nghe để hiểu nhau nhiều hơn. Anh cho biết dù được đào tạo chuyên ngành tiếp thị và kinh doanh, nhưng vào thời điểm mới xây dựng nên thương hiệu ADIVA, anh chưa thật sự bắt đầu một cách bài bản chuyên nghiệp.
thậm chí không hề nghĩ đến những chiến lược quảng bá thương hiệu. Theo anh, thị trường làm đẹp hiện nay tại Việt Nam có nhu cầu rất lớn về sản phẩm thực phẩm chức năng làm đẹp. Ước tính khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Trong thực tế, người dùng Việt Nam lại lạc vào mê hồn trận của hàng collagen xách tay trôi nổi trên thị trường, không rõ xuất xứ, nguồn gốc kém an toàn. Bày bán tràn lan trên mạng cũng là điều mà anh Dũng đã trăn trở. Điều đó cũng làm nên sự lớn mạnh và riêng biệt của ADIVA lúc này. Để có một thành quả khởi nghiệp thành công, anh Trần Quốc Dũng cũng như hai người chị gái của mình đã được tôi luyện bởi sự nghiêm khắc của người bố Trần Quý Thanh. Tuy nhiên, khi được hỏi ai là người ảnh hưởng anh nhiều nhất, anh chắc chắn rằng đó là mẹ anh, bà Phạm Thị Nụ, từng là chủ tịch kiêm giám đốc của Tân Hiệp Phát.